Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào buổi sáng ngày hôm nay của Tâm Đa Media. Kính chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và nhiều niềm vui. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết của bản tin sáng nay. Theo dữ liệu nhân khẩu học do Văn phòng Thống kê Séc công bố mới đây, làn sóng người di cư từ Ukraine đã làm chậm lại quá trình già hóa dân số ở Cộng hòa Séc. Trong những người di cư chủ yếu là trẻ em và phụ nữ trong độ tuổi lao động. Kể từ đầu năm 1980 đến nay, độ tuổi trung bình của dân số Séc đã đều tăng, nhưng vào năm ngoái, do người di cư, độ tuổi trung bình của dân số Séc đã giảm xuống còn 42,6 tuổi, thấp hơn 0,2 so với năm 2021. Và vào năm 2022, dân số Séc đã tăng 310.800 người lên 10,83 triệu người. Nếu muốn đi xung quanh Brno có rất nhiều cách. Ngoài sử dụng ô tô, các phương tiện giao thông công cộng, xe đạp và đi bộ, các phương tiện giao thông dùng chung, đặc biệt là xe trượt điện scooter, đang ngày càng trở nên phổ biến. Từ đầu tháng 9, một sản phẩm mới của công ty Antes đã được đưa ra thử nghiệm. Đó là xe máy điện. Người dân có thể sử dụng loại xe này và phải trả 6 korun cho mỗi phút lái xe. Đồng thời, người dân có thể thuê xe trong thời gian dài, chẳng hạn như một năm. Mới đây, một người đàn ông ở Hradec Králové đã đột nhập vào đại lý bán xe ô tô lấy trộm một chiếc xe chuẩn bị bán, sau đó đổ xăng tại một trạm xăng mà không trả tiền. Người này còn gây ra nhiều hành vi vi phạm giao thông khi di chuyển trên đường như chạy quá tốc độ, đi ngược chiều, vượt ở những nơi bị cấm. Cuối cùng, cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông bằng cách sử dụng rào chắn với thiết bị cưỡng chế. Người lái xe có kết quả dương tính với ma túy. Không chỉ vậy, người đàn ông 32 tuổi còn chưa có bằng lái xe và từng có 9 tiền án tiền sự. Lần gần đây nhất, anh ta bị kết án vì sử dụng chiếc xe mình trộm được đâm vào xe cảnh sát vào năm 2018, khiến 3 cảnh sát bị thương. Người đàn ông vừa được ra tù cách đây vài ngày, nhưng tòa án đã quyết định tạm giữ người đàn ông vì hành vi lần này. Người đàn ông bị buộc tội trộm cắp, làm hư hỏng tài sản của người khác và cản trở việc thi hành công vụ. Nếu bị kết tội, anh ta phải đối mặt với án tù 5 năm. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị loại khỏi bảng xếp hạng 400 người giàu nhất nước Mỹ của tạp chí này lần thứ 2 trong 3 năm. Với khối tài sản ước tính là 2,6 tỷ đô la Mỹ, ông Trump thiếu 300 triệu đô la Mỹ để lọt vào danh sách Forbes 400 dành cho những người giàu nhất nước Mỹ. Đây là bảng xếp hạng hàng năm khiến ông Trump ám ảnh trong nhiều thập kỷ và không ngừng nói dối các phóng viên để cố nâng cao vị trí của mình trong danh sách. Theo Forbes, nguyên nhân khối tài sản ròng của ông Trump sụt giảm chủ yếu là do sự biến động giá trị và các vấn đề liên quan đến Truth Social, nền tảng truyền thông xã hội mà ông thành lập do bị cấm khỏi Twitter và Facebook sau cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2022. Tuyên bố chính thức của FIFA đưa ra ngày hôm nay nêu rõ FIFA World Cup 2030 sẽ đoàn kết thế giới trong lễ kỷ niệm toàn cầu độc đáo. Vào năm 2030, FIFA World Cup sẽ hợp nhất 3 châu lục và 6 quốc gia, mời cả thế giới tham gia vào lễ kỷ niệm bóng đá đẹp. Kỷ niệm 100 năm của chính FIFA World Cup, Hội đồng FIFA nhất trí rằng ứng cử viên duy nhất sẽ là ứng cử viên kết hợp của Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Những quốc gia sẽ đăng cai sự kiện này vào năm 2030 và tự động đủ điều kiện từ việc phân bổ vị trí hiện tại sau khi hoàn tất quy trình đấu thầu của FIFA thành công và thực hiện theo quyết định chính thức của Đại hội FIFA vào năm 2024. Ngoài ra, sau khi tính đến bối cảnh lịch sử của giải vô địch thế giới đầu tiên, Hội đồng FIFA còn nhất trí tổ chức một buổi lễ kỷ niệm 100 năm độc đáo tại thủ đô Montevideo của Uruguay, nơi giải đấu đầu tiên được tổ chức. World Cup 2030 cũng sẽ tổ chức 3 trận đấu ở Uruguay, Argentina và Paraguay. Cảnh sát miền đông Pakistan vừa triệt phá một đường dây buôn thận trái phép, bắt giữ 8 người phẫu thuật lấy thận bán cho người giàu. Người đứng đầu tổ chức buôn nội tạng là một bác sĩ thẩm mỹ tên là Fawad Muta. Nghi phạm đã phẫu thuật và lấy thận của 328 nạn nhân, sau đó đã bán cho khách hàng với mức giá lên tới 34.000 đô la Mỹ mỗi quả. Theo điều tra của cảnh sát, băng nhóm của Fawad đã dụ dỗ các bệnh nhân từ nhiều bệnh viện khác nhau đến vùng Kashmir để bí mật phẫu thuật. Các nhà chức trách Pakistan xác nhận có 3 trường hợp tử vong và đang tiếp tục điều tra thêm. Một số nạn nhân trong vụ việc thậm chí bị lừa lấy thận mà không hề hay biết. Nhật Bản hôm nay đã bắt đầu tiến hành xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Lần xả nước thứ hai này dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 17 ngày, với lượng nước tương đương đợt 1 là khoảng 7.700 tấn. Phía đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima cho biết, đợt xả nước phóng xạ đầu tiên diễn ra an toàn và không có vấn đề gì. Tuy nhiên, việc xả nước đã vấp phải sự phản đối của một số quốc gia láng giềng.
Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào Buổi Sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin sáng ngày mai.